Hi, xin chào tất cả bạn banner của bên Vọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới bổ sung một số thông tin là về cái số điện thoại mà chúng ta đăng ký bi á. Nếu mất á, có ảnh hưởng tới tài khoản và có nguy hiểm hay không nha các bạn. Thì hôm nay Thành sẽ giải thích kỹ cho các bạn nghe những tài khoản mà chưa KYC á mà để mất cái số điện thoại á, thì có thể là ảnh hưởng tới cái tài khoản của chúng ta rất nhiều nha các bạn. Là nếu mà chúng ta chưa KCB chưa về ví thì họ có thể là vào có họ vô tình được cái số điện thoại của mình đó, số điện thoại của mình đã được hủy á, thì họ vô tình họ mua được và họ vào họ đổi mật khẩu thì họ có thể vào được FB của chúng ta và họ sẽ đổi tên, họ KC lại hoàn toàn của họ đó, thì điều đó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề mà cái FB đó để KC rồi, bi đã về ví rồi á, thì khả năng là không có bị mất nha các bạn đó, rất là an toàn. Tại vì nếu mà họ có vào họ phế cái tài khoản của mình, họ xóa tài khoản của mình thì cũng không thể xóa được nha. Đây có một bạn banner để chia sẻ cái bài viết là xóa thử cái app bi của mình đó, nó sẽ hiện lên như thế này: xin lỗi vì hiện tại chúng tôi không thể xử lý yêu cầu xóa tài khoản của bạn do bạn đã nhận bi trong ví Mainnet của mình, tất cả số bi di chuyển để được xác minh KC và bi được liên kết với tài khoản và thông tin KC của bạn theo yêu cầu của pháp luật. Do bạn đã di chuyển bi của mình sang blockchain bi Mainnet nên bạn cần phải trả lại số bi của mình và hủy ví bi Mainnet trước khi tài khoản người dùng bi của bạn có thể xóa. Vui lòng liên hệ đến hỗ trợ của bên phía bi và của tem rồi nha các bạn đó, ở trên Mainnet. Thì việc mà một người nào đó mà có được số điện thoại mà khi mà bi của bạn đã về ví, để KC về ví, thì họ có muốn xóa tài khoản cũng không có thể xóa được, vì nếu mà muốn xóa tài khoản là phải liên kết liên hệ với bên nội bộ hỗ trợ và phải có mật khẩu ví vào và trẻ lại số bi mà chúng ta đã di chuyển Mainnet thì mới được xóa tài khoản. Thì họ có lấy cái FB của chúng ta thì họ cũng chỉ có đào cho chúng ta thôi nha các bạn. Và thứ hai, có nhiều bạn thắc mắc là họ vào họ đổi địa chỉ ví mới, thì nhưng theo Thành nghĩ là khi bi đã về rồi, sanh 18 rồi thì không thể đổi được nữa nha các bạn. Mình có một cái ông anh là ổng có tình trạng như thế này. Lúc trước ổng có lập một cái ví cũ về bi đã về ví đó, nhưng mà sau một thời gian sau đó ảnh nhập cái mật khẩu vào ví á, thì không có thể trùng khớp được, thì ảnh đã tạo một ví mới nha các bạn, đã tạo một ví mới và hiện tại thì là mật khẩu địa chỉ ví 13 và 17 là cái địa chỉ ví mới, nhưng mà cái 18 là lại địa chỉ ví cũ. Thì hiện tại ảnh đang dùng là cái ảnh vào được xong rồi bắt đầu ảnh vào được cái cầm mật khẩu của ví cũ, thì hiện tại ảnh đang dùng được cái ví cũ nhưng ví mới anh không dùng được. Và ảnh có thử thay đổi cái cầm mật khẩu cũ lại 1B17 để bỏ cái ví mới đi thì lại không được nha các bạn, không thể thay đổi được đó. Cho nên nhiều người giờ có muốn thay đổi lại ví khác khi bi đã về rồi cũng khó mà thay đổi được nha các bạn. Đây nè, cái tin nhắn mà Thành đã đưa cho anh ấy nè, nhắn tin với anh ấy nè, kêu thử đổi nè. Đây nha các bạn, mình có nhắn tin là anh có thể lấy mật khẩu ví cũ dán vào lại một B17 để đồng bộ hóa một tài khoản của anh, nhưng cái này thì chưa ai thử nên em cũng chưa chắc chắn. Thì anh nói là anh làm thử rồi nhưng không có được, anh dán B17 nó không chịu hả? Anh nói là nó không có chịu, là không có chấp nhận, thì nó chỉ giờ nó hiện tại là không có cho sửa đổi lại ví được nữa nha. Đó. Thì có nhiều người có muốn bây giờ lấy cái tài khoản của mình á, thì thay đổi cái địa chỉ ví mới cũng không thể được nữa nha các bạn. Đó. Nên các bạn yên tâm. Còn các bạn Thành nói đây là một số là mất tài khoản, là nó bị mất số điện thoại là cái phần trăm nó rất là thấp, là 1,1% gì đó, nhưng mà cũng là khả năng có mất. Thì các bạn cố gắng á, là đăng ký số điện thoại chính chủ để không có bị tổng đài hủy sim. Còn nhiều bạn có từng gọi hỏi Thành như thế này là hai cái sim điện thoại là dùng hai tài khoản khác nhau nhưng mà đăng ký một người chính chủ, có ảnh hưởng tới FB không?
thì Thành nói là không ảnh hưởng nha các bạn. Số điện thoại là chủ yếu là để nó không có hủy, cái số điện thoại là mình đăng ký chính chủ là nó không có bị hủy sim, là khi là không ảnh hưởng tới cái đăng ký để mình lấy lại cái FB của mình thôi, đó là điều quan trọng thôi. Chứ còn hai cái sim nhưng mà đăng ký hai tài khoản nhưng mà hai sim đó cùng một chủ nhân thì cũng không có sao nha các bạn, không ảnh hưởng gì đó. Thì các bạn thấy chia sẻ của Thành hay thì cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.